mẹ cho nhiêu á. Này chưa? Mệt luôn. Cái mặt hơi lạ nha. Cái gì là? Nó lạ cái gì? Mặt mới làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Cái này sao được? Tìm yêu lơ gì? Một mụn á. Cái này dịnh dịnh lắm chú. Bữa nay kêu mấy cô vô mua cho đủ tiền. Đủ tiền đi tiêm. Cái máy này với máy in vào đây đúng không? Ừ. Ôi, lâu quá không thể like vô chỗ nào luôn mẹ. Con chào mấy cô nha. Vô chỗ nào quên rồi. Vô tay bóp. Không. Nó là lâu quá không phụ quên mất mẹ. Cô nào đang xem bình luận lên giùm con với nha. Tiếng gì vậy? Cái thuốc thấy ở trong thì gì nữa mà không có thì lên lầu đấy. Lên lầu. Con chào mấy cô mấy chị nha. Đem đi hút cho mình. Màu đi không được. Không được. Cho con xin ít phút chia sẻ live stream đầu like nha. Đúng vậy. Cô nào đang xem lên cho con xin một bình luận với nha mấy cô. Con đang không có thấy cô nào bình luận hết nè. Có ai đang xem bình luận lên nhìn con với nha. Con chào cô bà Chu Béo, chào cô Lê Phạm Nguyên Bảo nha. Chéo hàng em không có. Chào cô Đỗ Sương. Chào con xin ít phút đầu like nha. Chào cô Phạm Tuyết. Chờ con một xíu nha. Con mua quá nhiều vào. Hôm nay con xe rất là rẻ nên là
Màu nâu tây à? Khúc đó của con hàng Lenin á. Cắt mấy hai còn mấy sáu còn mấy bảy bảy bán hết rồi. Con thấy nó đang có 17 con xem nè. Rồi chờ con ghim giá. Không. Con cảm ơn cô Phạm Tuyết. Con chào cô Tuyết Thị Vũ nha. Con sale hết dọn kho để cho nó gọn đó mấy cô. Nên là có bao nhiêu là con sale hết. Mấy cô vào ủng hộ con với nha. Con chào cô Ni Hồ. Nó có bị lẫn vào vài tấm á cô, tại vì hôm nay con lên hàng sale. Rồi mã đầu tiên của con là màu trắng nè. Hàng có giãn nhiều. Về mình lên lên bộ hoặc là lên quần legging được nha mấy cô. Hôm nay của con được 2 mét. 2 mét. Cái này về mấy cô làm lót nha. Lót được luôn. Lót về mình có thể làm lót hoặc là may đồ cũng được luôn nè. 2 mét lót này lên giùm con là 36.000. 36, cô nào lấy lên mã 36 giùm con. Ai lấy lên giùm con mã 36 nha. Mấy cô đang xem thả tim, nhấn nút thả tim lên màn hình nha mấy cô, để cho mình tương tác nhiều á, rồi khi mỗi khi con like mấy cô đều nhận được thông báo để mình vào mình săn hàng. Thường á thì đầu like mình dễ chốt hơn nha. 36 ngàn được 2 mét về mấy cô lót. Lót hoặc là may đồ mặc nhà cũng được luôn. Tính chào cô Trịnh Non này đó, đừng có chấm. Comment lên chứ đừng có chấm. 2 mét có 36 ngàn thôi. Lấy lên giùm con mã 36. Rồi khúc này của con hàng đuổi tơ hoa nè. Hàng đuổi tơ lên giùm con là mã 37. Đuổi tơ 37. Ai lấy mã đuổi tơ này lên giùm con 37 nha. Chất vải cực kỳ mát luôn. Được 1. 2 mét. 2 mét 37 ngàn về mình may đầm may bộ. 2 mét 37 ngàn lấy lên giùm con mã 37. Dạ em cảm ơn chị nhà Mai Ngọc Tiên nha. Mã này của em là 46 ngàn. Đuổi xốp nhúng màu cam 46. Hôm qua like không thấy màu này luôn á. Màu cam 46, lấy màu cam lên giùm con mã 46 nha. Được 1. 2.
Mà có cục sạc không? Rồi bây giờ nghe chưa mấy cô? Giờ mấy cô nghe chưa nè? Cái tấm này nó bị lỗi, nó bị lỗi vài chỗ nên là cô nào lấy thì mở tặng cho tặng nha. Tặng lấy tương tác đầu like đây, nó bị dơ chỗ này nè. Phi vàng không có. Không để thôi. Dạ, dạ rồi, ok vâng. Cô bà chú béo lấy mã đó lên giùm con mở tặng. Rồi khúc này của con là hàng đuổi tơ luôn, 37.000. 37 mã tặng cho cô Hoa Lam. 37. Lấy lên giùm con mã 37 hàng đuổi tơ. Được 1. 2. 2m3. Con cắt lỗi đi là còn 2m, còn được 2m nữa. Hai mét mà nó có bị lủng ở giữa nè, cái tấm này nó cũng bị lỗi rồi. Ai lấy con giảm? Vải may áo dài hôm qua em có lên mà không biết nó còn không, chờ một xíu đi để em coi nha. Cái này con cân lên là còn 36.000. Ai lấy con giảm còn 25, 36 giảm còn 25 cho cô nào lấy. Nó bị rách ở giữa nha. Hàng đuổi tơ luôn nè. Khúc này của hàng đuổi tơ của con 30.000. 30 cô nào lấy lên bả 30 giùm con. Cái này về mình may đầm cho bé thì cũng được nha mấy cô. Chất mát lạnh luôn. Được 1. 1m6, được 1m6 nha. 25 chút cô Hoa Lam. Là 36 giảm còn 25. Chia. Chất đuổi tơ mát lạnh nó có ánh nhũ nè. Về mình may bộ mặt nhà hoặc là may may đầm cũng được nha mấy cô. May đầm cho bé mà cũng được luôn. Caro trắng đen. Lấy mã này lên giùm con 48.000. Caro trắng đen 48. 48 lấy 48 lên 48 giùm con. Hàng tiếp si nha mấy cô. 48 về mình may áo sơ mi quần sọt. May được cho cả nam luôn. Sơ mi quần sọt nam luôn. Nó mềm. Mềm nha. 1. 2. Cái này con được 2m3 lận á. Con được tận 2m3 nha. Ai lấy lên giùm con nè. 2m3 lên giùm con 48.000. 2m3 48 cô nào lấy lên mã 48 giùm con. Mã này của con là 28.000, 28. 28 là hàng đuổi tơ nè. Đó. Cái dệt cái số vải rất là đẹp luôn, về mình lên đầm hoặc là lên áo sơ mi, áo kiểu. Con được 1. 2m màu cam. 2m màu cam nha, con chào cô nuôi Trần. 2m màu cam lên giùm con là mã 28. 28 cô nào lấy lên 28 giùm con. Con sale tất cả là đồng giá 89.000 nha mấy cô. Rồi mã này của con màu đỏ tươi. Đỏ tươi đuổi xốp nhúng lên giùm con 30.000. Đỏ tươi đuổi xốp nhúng 30, lấy lên 30 giùm con. Được 1. 2m hơn. Hơn 2m 30.000, tính ra có 15.000 1m. Về mình may may đầm hoặc là may áo lên quần ống suông được luôn. 2m màu đỏ 30.000, lấy lên giùm con mã 30 thì chia sẻ đi. Sáng nay tương tác kém. Mã này của con 28.000 nè. Cô nào lấy 28 lên 28. Đuổi xốp nhúng màu hồng đào nha. 28.000 lấy lên 28. Cái này nó nhẹ tưng rồi mấy cô. Có độ bồng bềnh nha. Được 1. 2m.
con được hơn 2 mét luôn nè, màu hồng đào. 2 mét màu hồng đào. Lên giùm con là 28 ngàn. 28, cô nào lấy lên mã 28 giùm con nha. Biết mẹ có bị gì không ta? Cô nào còn đang xem bình luận lên giùm con với nha mấy cô. Sáng nay mạng có ổn định không vậy? Em chào chị Châu Trần Hà Nghi nha. 28 hồng đào con chốt cô Hạnh Nguyễn nè. Rồi này của con là hàng đuổi tơ. Đuổi tơ 36 ngàn. Đuổi tơ 36, lấy lên 36 giùm con. Nó là dạng đuổi tơ nhăn nha. Đây nè mấy cô. Cái này thì nó mềm mát cực kỳ luôn. Mềm lắm nha. Được 1 2 Hơn 2 mét 36 chốt cho chị Châu Trần Hà Nghi. Sáng nay con không có con. Mã màu trắng. Mình hàng công sở. Hàng công sở màu trắng nè. Lên giùm con là 68 ngàn. 68. Có dạng vải nha mấy cô. 68 lấy lên mã 68 giùm con. Về mình lên quần ống su hoặc là chân váy bút chì. Lấy lên giùm con mã 68. Được 1 2 Dạ có cô Hành Nguyễn ơi. 2m3 mã này. Con được 2m3 nha. Lấy lên giùm con mã 68. 2m3 68 lấy lên 68 giùm con. Thôi cô tông màu xanh đá. Cô tông 100%. Lên giùm con mã này 37 ngàn. 37, cô nào lấy 37 lên 37 giùm con. Hàng cô tông 100%. Được 1 2 2m8. 2m8 mày lấy lên giùm con nha. 2m8 37 ngàn. Chúc cô Loan Phạm. Màu bò. Màu bò của con là 49 ngàn. Màu bò 49. Lấy lên 49 giùm con. Hàng có dạng về may chân váy bút chì hoặc là quần ống suông nha. Dạng của nó là hàng công sở nha mấy cô. Hàng gôn á. Được 1 1 mét 1 mét rưỡi. Mã này con được 1 mét rưỡi nè. Màu bò. Lấy lên giùm con 49. Dạ em còn lộ lót nha cô Nguyên Linh. Tấm này của em là lụa lót Habutai nè. Lụa lót Habutai có giãn. 18 ngàn. Lấy lên mã 18. Tông của nó là màu kem. Được 1 1m4 18 ngàn. Lấy lên 18 giùm con. 1m4 18 ngàn. Lấy lên giùm con mã 18. Đuổi xốp nhúng màu cam. 49 màu bò chốt cho cô Hạnh Nguyên. 18 chốt cho cô Nguyên Linh. Mã này của con 27. Đuổi xốp nhúng 27 ngàn. Cô nào lấy lên giùm con mã 27 nha. Màu cam. Được 1 1m9. Con được 1m9 màu cam. Trời ơi, cái này của con là hàng xịn, hàng bán mét luôn. 27 chốt cho cô Ngọc Như Nguyễn. Hàng quần tây nam cao cấp nha, 36 ngàn. Quần tây nam 36, lấy lên 36. Được 1
1m3 36.000. 1m3 36 bà bấm đi để mình không bấm kịp. Đuổi tơ. Đuổi tơ màu trắng nè. Đuổi tơ nhân màu trắng 48.000. Lấy lên mạng 48 nhìn con 36 chút cô Dung ngủ. Đây. Mềm nhẹ cực kỳ luôn, đuổi tơ về mấy cô may đầm hoặc là lên quần ống suông thì mình lót phần qua mông nha. Con được 1 2 3 được 3m1. 3m1. 48 chốt cho chị Châu Trần Hà Nghi. Rồi cái này của con là hàng lụa lót. Lụa lót màu xanh lá 25.000. Lụa lót hai bô tay xanh lá 25. Được 1 2m 25.000. Lấy lên giùm con mã 25. Hàng công sở nè. Mã này của con 78. Hàng công sở 78. 25 chút cô Moni. Nay soạn vải ra đã mua của shop mà hoảng hồn luôn. Trời nó to như núi. Hàng công sở nha, cái này về mình lên quần hoặc là lên mấy cái bộ giả vest được luôn á mấy cô. Được 1. Hàng dày dặn. 2. May chân váy bút chì rồi vậy nha. Con được 2m. Màu xám 78.000. 2m 78.000 nha. Hàng công sở chúc cô Hạnh Nguyễn. Đuổi tơ hoa màu đỏ. Lên giùm con 36.000. Đuổi tơ 36, cô nào lấy lên mạng 36. Được 1. 2m 36.000. 2m đuổi tơ 36.000. Màu đỏ của con là hàng đuổi xốp nhúng 30.000 2m màu đỏ. Màu đỏ tươi nha. Màu đỏ tươi 20.000 3m. Ủa? 30.000 2m. Đuổi tơ 30.000 2m. Lấy lên giùm con mã. Mã 30. Mã này của con là 28.000 nè. Màu cam. 28 màu cam. 36 chút cho Thùy Dung đây. Đó, hàng đuổi tơ. Cái sớ vải nó rất là đẹp luôn. 28.000 con được 1. 1m9 28.000. Lấy lên giùm con mã 28. Đuổi xốp nhúng màu vàng nè. Màu vàng 28 29.000. Màu vàng 29. Được 1. Hơn 2m 29.000. Lấy lên giùm con mã 29. 28 chốt cho Linh chút. Màu này của con là màu nâu tay 39.000. Màu nâu tay 39. Con được 1 2 2m6 39.000. Màu nâu tay. Lụa lót ha bu tay màu hồng 29 chốt cho Dung Nguyễn. Lụa lót ha bu tay màu hồng. Hàng có giãn nha mấy cô. 1 2 3 4. Con được 4m8. Mã 39 chốt cho cô Thùy Dung Lê. Mã lụa lót này lên giùm con là 60.000. Lụa lót 60. Lên giùm con 60 được hơn 5m. Được 5m. Được 5m6 nha mấy cô. Lụa lót ha vô tay có giãn. Hàng xịn luôn nè. Lấy không hết thì mình chia cũng được nha. Cô Trang Khôi lên cho con xin số điện thoại nha cô. Ai lấy lụa lót hồng lên giùm con là hồng kèm mét. Nó là kiểu màu hồng vỏ đổ nhạt nha. Ai lấy hồng lên hồng giùm con. Lụa lót ha vô tay hàng chính phẩm luôn. Lấy hồng lên hồng. Chuỗi xốp nhúng màu vàng con còn một khúc nhỏ nè. Được 9 tấc. 9 tấc mã này cô nào lấy lên giùm con là 12.000.
chín tấc 12, lấy lên 12 giùm con. Rồi mã này của con màu kem. Màu kem 34.000. Màu kem 34. Lấy lên giùm con mã 34. Được 1. 1m2 34.000 là đuổi tơ nha. Đuổi tơ 12 chốt cho em 34. Cái này giống như là lụa đuổi nha mấy cô. Lụa đuổi chứ không phải là đuổi tơ. Chị Trang Khôi ơi, cho vào Messenger cho em xin địa chỉ nha. Cái hàng công sở màu rêu nè. Con được 46.000. 46. Có giãn nha mấy cô. Hàng công sở màu rêu 46 được 1m1. 1m1 hàng có giãn. Lấy lên giùm con mã 46. Lụa hoa nhí 63.000. Chào cô em nhã. 63 hoa nhí. Lấy hoa nhí lên 63 giùm con. Là hàng lụa. Nó là dạng lụa giấy nha mấy cô. 1 2 3. Được 3m3. 3m3 hoa nhí này về mình may áo dài được nha. Lên đầm lên bộ lên áo dài được giùm con. Được 3m3. Đuổi tơ sọc vàng 12.000. Đuổi tơ sọc vàng 12. Cô nào lấy lên giùm con mã 12. Mười hai ngàn được một mét nha. 12 chút cô hoa lam nè. Trời ơi, cái hoa nhí này đẹp lắm luôn á. Cô nào lấy hết hoặc chia nha. Mã này thì con chia được. Về lên đầm lên bộ lên áo dài. Lụa 1 hoa nhí nè. Mã này lên giùm con 33.000. 1 hoa nhí 33. Được 1. 2. 3 mét. 3 mét có 33.000. Về may áo dài áo 33. Sơ mi cũng được luôn. Màu trắng hàng công sở. Lên giùm con là 99.000. 99 lấy 99 lên 99 giùm con nha. Mã 99 màu trắng. Về mình lên quần ống suông nha mấy cô. Lên giùm con mã 99 kèm mét. 33 chốt cho Huỳnh Thị Quý Hương. Được 1. 3 nhí hồi nãy mã 63. Mã 63 nha. Được 3m3. Được 3m3. Màu trắng nè. Cái này về mình may áo sơ mi nam được luôn nha mấy cô. 1 2 3 4. Con được tận 5m á. 5m 99.000, lấy lên mã 99 giùm con. May áo blue được luôn. Lên mã 99 giùm con. Lên được áo sơ mi áo blue nha. 99 lên 99. Caro màu xám 63 chốt cho Trang Khôi, 99 chốt cho Kim Lo Nguyễn. 61.000 mã này. 61 cho giùm con mã 61 là caro nè. Hàng tipsy nha. Được 1 2. Cái này về với cô lên cái bộ mà giả vest đó cũng đẹp lắm đó. Ai lấy lên giùm con nè. Cô Trang Khôi à, con đang bán hàng sale á, nên là khách mới vui lòng vào cho con xin cọc nha. Con gửi số tài khoản vào Messenger cho mình á, cho con xin cọc giúp con với ạ. À, mã này 42.000. Gửi số tài khoản nha. 42 đuổi shop nhúng màu đen. Cô nào lấy 42 lên 42 giùm con. Về lên đầm lên quần ống suông hoặc là may áo kiểu áo sơ mi nha. 2. Con được 2m8. 2m8 đuổi xốp nhúng. Con nào lấy lên giùm con nè. Caro xám chốt cho cô Hạnh Nguyên. Đuổi xốp nhúng màu đen là mã 42.
Mã 42. Đây con còn một mã caro màu đen nha. Caro màu đen này thì về mình may sơ mi. Sơ mi quần sọt nam được 48.000. Lên giùm con mã 48. Được 1 2 2m7 48.000. Lấy lên giùm con mã 48. Hàng đuổi tơ nè. Lấp la lấp lánh luôn. Đuổi tơ màu đen lên giùm con là 82. 82. Ở ngoài nó có ánh nhũ nhẹ nhưng mà cái chất nó rất là mát và mềm luôn. Cái chất nó cực kỳ mát luôn á, con sờ vào nó mát lạnh. Được 1. 48 chốt cho cô Kim Loan Nguyễn. 2. 3. 4. Con được 4m1 luôn nha. 4m1 nè. Cái này cái kiểu giống như là cái bộ mà cái đầm đôi môi của con á, là nó giống vậy nha mấy cô. Nó chỉ in nến nhũ ở bên ngoài thôi, bên trong thì nó trơn láng, không dặm. Lấy hết hoặc chia mã này lên giùm con 82. Mã 82 cô nào lấy lên 82 giùm con nha. Đuổi tơ hoa cam. Đuổi tơ hoa cam mã này 31.000. Hoa cam 31. Con được 1 2 2m2 31.000. 2m2 31 cô nào lấy là mã 31 giùm con. Lụa lót. Lụa lót màu hồng da 23.000. Dạ không cô, chỉ cần cho con xin cọc 50.000 thôi. Cọc trước giùm con 50.000 thôi, còn cái phần sau thì khi nào mình nhận hàng rồi mình thanh toán cũng được. Đặc biệt là đơn hàng trên 500.000 chuyển khoản thì được miễn ship nha. Cái mã này của con được 1m9 nè. 1m9. 31 chút cho Ngọc Như Nguyễn. Một mét chín lên giùm con 23.000. 1m9 23. 23 chốt cho Hai Nguyễn. Họa tiết hình Doraemon. Màu xanh mã này của con là 90.000. Mã này 90. Lấy 90 lên 90 giùm con. Mã 23 hết. 90 này là hàng Focotone nha. Đây, họa tiết của nó là hình Doraemon, về may được cho bé trai bé gái. Hàng Focotone. Phải có để cho chị. Được 2. Vàng 3. Bà nào đi. Bà nào. 4. Được 5m. Con được 5m lận nha, lấy hết một kia nè. Vàng lóng lánh dưới đất là gì vậy em? Chờ em xíu nha. Cái đó là hàng cô Tông luôn á. Cô Vân Như không. Cô con thấy cái lực của cô mà. Đây mã này về mình may làm cho bé là xuất sắc luôn. À cái này là hàng boy mấy cô ơi. Hàng boy nha. Boy. Họa tiết. Đó về mình may đầm cho bé. Cô Vân Như muốn mua cái gì vậy cô? Cô mua trên like thì là con đọc mã nào cô bình luận lên mã đó nha. Đeo khẩu trang nha. Rồi mã này của con được 1 2 3 4 5 6 7. Được 7m rưỡi. Dạ không, cái này là boy á chị. Chất của nó là boy mềm nha. Ở ngoài thì nó in nín nhũ. Về mình may đầm được cho bé. Mã này của con là 62.000. 62 được 5m rưỡi luôn nha. Dạ rồi, ok cô Hạnh Nguyễn chờ con xíu nha. Con lên hết. Có bao nhiêu hàng là con lên hết cho mấy cô luôn. Caro. Caro dạng tipsy nè. Caro đỏ lên giùm con là 38.000. Caro đỏ 38 lấy lên 38 giùm con.
con được 1m7 38.000. 1m7 ra lấy lên giùm con mã 38. Trời ơi, mango. Độ mango xịn chữ Dior 46.000. 1 2. 2m3, được 2m3 lụa mango luôn nha. Về mình đủ may bộ hoặc là may áo dài nè. Cô Lê Phạm Nguyên bảo chia mã nào cho cô? Lụa mango nha. Mỗi lạ lụa mango chữ. Lên giùm con mã 46. Mã này hàng. Lên giùm con là 39.000. Mã này mấy quần được nè cô? 39 màu bò. Có giãn được 1m9. 1m1. 1m1 39.000. Lên giùm con mã 39. Rồi, vàng boy chia cho cô một nửa. Còn phân nửa boy có cô nào lấy không ạ? À? 39 mã bò chốt cô Hạnh Nguyên. Còn cô nào lấy mã boy vàng này về mình may cho bé không nè? Con còn lại 1. Con còn lại 3m nha. Còn lại 4m luôn á. 4m lên giùm con là 36.000. 4m 36 lên 36. Lấy lên giùm con mã 36. Von hình con chim. Đuổi tơ màu trắng hả? Như con còn ấy, cô Linh Trúc. Cô Ly Trúc chờ con xíu nha. Mã này 99.000. 99, lấy lên 99 giùm con. Von nha. Trời ơi, hình con chim én. 36 chút cho Ngọc Như Nguyễn. Được 1 2 3 4. Siêu dài luôn. 5. Được 5m2 luôn nè. Von này con được 5m2, lấy hết hoặc chia giùm con nha. Lấy hết hoặc chia. Mã 89. Lấy hết hoặc chia mã 89. Chim 3m cho cô Huỳnh Thị Quý Hương. Màu vàng này hẹn thôi cô Tâm. 1 2. 2m4 lên giùm con là 34.000. 34 lên 34 giùm con. Lên giùm con mã 44 nha, con đọc nhầm á. Màu vàng là 44. 2m 3m cho cô Quý Hương nè. Rồi cái này con còn được 2m1 nha cô. Còn được 2m1 nha cô Thì Lê. Lấy mã vàng này lên nhìn con là 44 nè. Mã 44. Cái này là. Dạ rồi ok, chờ con kiểm tra nha. 2. Được 2m4. Được 2m4 nha mấy cô. Hàng thô cô Tông nhưng mà nó mềm, nó mướt như là đũa tơ luôn á. Rất là mướt nha. Đuổi xốp màu cam. Đưa tin nhắn kiểm tra. Đuổi xốp. Đuổi xốp nhúng màu cam lên giùm con 13.000. 13.000 mã này. Cô nào lấy lên 13 giùm con. À cái tấm này nó bị lỗi rồi, nó bị toẹt nè. Đây nha mấy cô. Ai lấy con tặng lên giùm con mã tặng đi ha. Lấy mã này lên giùm con mã tặng.
organza. Tơ organza màu xanh lông trong. Lên giùm con 22.000. 22. Được 1. 1m8 nốt vô tê bóp giùm tôi. Được 1m8. Con tặng cho cô Thúy Lê nha. Tặng cô Thúy Lê. 22 chốt cô Nam Nhã. Hàng đuổi tơ hoa màu đỏ nè. Con được 1m7. Đuổi tơ hoa màu đỏ được 1m7. Lên giùm con là mã 33.000. 1m7 33. Cô nào lấy lên 33 giùm con. Lụa lót habutai nè. Lụa lót nha. Ai lấy lụa lót màu hồng lên giùm con là hồng kèm mét. Nó là kiểu màu hồng da đúng không cô? Màu hồng nhạt nha, màu hồng da lấy lên giùm con. Lấy lên giùm con là hồng kèm mét. 1 mét này tầm 12.000 thôi. 1 mét lót tầm 12 lấy lên giùm con là mã da. 33 chốt cho cô Thúy Lê. Cô Trang Khôi bình luận sau nha. Hôm nay là con bán hàng sale lỗ nên là xuống like mấy cô vui lòng không xả giúp con nha. Ai lấy mã lót hồng lên dùm con lót hồng kèm mét. Mã lót hồng lên lót hồng kèm mét dùm con nha. Cái này của con là hàng đuổi bamboo nè. Đuổi bamboo. Được 1. 2. 2m1. Chỉ cho bà tìm kiếm đây nè. Đây có lúc tìm kiếm nè. Mã này lên giùm con 40.000. 40. Hàng đuổi bamboo về may bộ lên áo hoặc là may quần mặc nhà rất là mát luôn. Cắt da 2m cho cô Ngọc Như Nguyễn. Màu xanh coban. Xanh coban con chưa thấy. 40 chút cô Thùy Lê. 2m da cô Ngọc Như Nguyễn. Cái này là màu hồng da nha cô. Màu hồng da chứ không phải là màu da. Lót hồng da, lấy hồng da nữa lên hồng da giùm con. Mã này của con là hàng Thocotone. Thocotone màu kem. Rồi xả 40 cho chị Thúy Lê. Mấy cô ơi, hàng mà hàng sale nên là chốt kỹ giúp con nha. Mã này con được là 2m1. 2m1 thua cô tông màu kem lên giùm con là 82.000. 82 lên mã 82 giùm con. Cô nào lấy lên giùm con mã 82 nha. Lót habutai màu hồng. Cái này là hồng đậm hơn á. Hồng vỏ đổ nhạt. Con được 1. 2. 3 4 được 5m. 5m lụa lót. Lên giùm con là mã 60. 5m lụa lót 60.000, tính ra là 12.000 1m nha mấy cô. Đúng 12.000 1m luôn á. Mã 40 con còn nè, hàng đuổi bamboo. Quay cam sao cho mấy cô xem cái chất của hàng đuổi bamboo nha. Đuổi bamboo nè. Ai lấy mã này lên giùm con mã 40. 60 chút cho Lê Thị Thu Thảo. 1. Được 2m1 á. Con được 2m1 nha. Lụa lót habutai màu đen. Lụa lót màu đen con được khúc này 1m rưỡi. 1m rưỡi 18.000. 1m rưỡi 18 lấy lên mã 18 giùm con. Đuổi bamboo màu xanh đá. Con được 1. 1m7.
18 chúc cô Nguyên Linh được 1m7 màu xanh đá nha. Màu xanh đá con được 1m7. Đuổi bamboo màu xanh biển. Đường truyền của cô bị chặn, vậy có khúc nào màu đỏ rùa khoảng 2m không? Nhà rồi ok, nếu như mà có con để cho cô nha. Mã 18 con hết. Nhựa lót màu đen con còn nè. Lấy đen lên đi, kèm mép giùm con đi nha. Con có một bé. Ai lấy lót đen lên, lót đen giùm con. Xanh đá chốt cho Hạnh Nguyên. Lụa lót màu đen. Hàng có giãn luôn nha mấy cô. Lụa lót hàng có giãn luôn nè. 20m cho cô Lê Thị Thu Thảo hả? Con biết khúc này được 20m không? Con để hết nguyên khúc này cho cô nha. 1 2 3 4 5 7 8 9 được hơn 18m đó cô. Con để hết cho cô nha. Vải nào lên quần lông thun dây rút được đọc lên cho con. Dạ rồi ok cô nè. Quần lông thun dây rút hả? Cô thấy là mấy cái mà mấy cái đũa bamboo này may cũng được đó cô. Đũa bamboo màu kem. Màu này là màu da nha mấy cô. Đũa bamboo màu da nhạt. Con được 1 2. Cái màu đen đó con hết rồi cô Moni ơi. 3. Được 3m. Được hơn 3m. Hàng đũa bamboo. Đũa bamboo là cái chất nãy con vô cho mấy cô xem á. Mã này của con là 59.000. Lấy lên giùm con mã 59. 59 nha. Mã 59 là 59 giùm con. Màu cam này của con là hàng đuổi ống. Đuổi ống màu cam, con còn lấy cam lên cam giùm con. Mình hàng là mềm mướt. Con còn một khúc caro đỏ, chờ con một xíu. Mình hàng mướt lên được bộ lên đầm. Cô nào thích mình có thể may áo dài được luôn nha. 2 3. Con còn được 3m6. 3m6 màu cam. Màu cam lên giùm con là 70.000. 3m6 màu cam 70. Cô nào lấy lên mã 70 giùm con. Hàng Tipsy nè. Caro đỏ. Caro đỏ lên giùm con 43.000. Caro đỏ 43. Con được 1 1m9. Lóc trắng sữa con không có. 59 cô Nguyễn Hồng Nga lên cho con xin số điện thoại nha cô. 43 chúc cô Chi Đặng. Con xin lỗi cô. Khúc này 38.000. Cô Trang Khôi ơi, lấy khúc 38 này giùm con được không? Hồi nãy con hỏi mà con quên. Con lỡ chốt cho cô Chi Đặng rồi. Mã này được 1m7 á cô. Được 1m7 cùng một loại luôn nha. Một khúc linen màu nâu. Linen nâu mã này lên giùm con 45.000. Rồi con cảm ơn cô nhiều nè. Linen màu nâu. Con có mấy cái mã linen hoa á cô. Chứ hôm nay không có hàng linen màu nha. Được 1 1m7. 45 chút cô Lê Thị Thu Thảo. Con thấy cô Nguyễn Hồng Nga nè. Mã 59 là mã này đúng không?
cô Nguyễn Hồng Nga vào Messenger cho cô xin địa chỉ nha. Màu cam hàng thu cô Tông 100%. Cô Tông lên giùm con mã 29. Cam 29.000 thôi, cô Tông 100% nha. Con được 1m7 nè. Mã cam con được 1m7. Màu xanh. Xanh này của con là hàng thô Mỹ luôn nha. Thô xịn nha mấy cô, hàng thô Mỹ, nhìn cái biên của nó là biết xịn rồi ha. Khúc này con được 1 2m. Cái này con có một hàng cây luôn. Đây là cô nào lấy thì lên giùm con là xanh kèm mét 2m, con cân lên là có 28.000 thôi. 28, lấy 28 lên 28 giùm con. 29 con chốt cho cô Hao Quân. Cái này về mấy cô mà may ga nằm rất là êm luôn nha. Hàng mướt mát lạnh. Mát lạnh luôn nè. Lấy xanh lên xanh giùm con, về mình may ga được. 2m cân lên có 28.000, tính ra mấy cô 14.000 thôi á. 1m này có 14.000 thôi nha mấy cô. Cô Hao Quang ơi, vào Messenger cho con xin địa chỉ nha cô. Khách mới cho con xin cọc 50.000 luôn nha cô, lần sau mình mua không còn cọc ạ. Mã xanh này lên giùm con 28.000. Xanh 28. Lên nền con có, nó sót vào đây vài khúc thôi chứ hôm nay con không có lên chuyên lên nền. Có vẻ nào may chân váy có nha cô. Chờ con một xíu. Mã này màu hồng của con là hàng linen nè. Được 2m màu hồng. 2m này lên giùm con là 38.000. 2m 38.000, lấy lên 38 giùm con. 28 là cái mới chốt gì. 29. À 29 là cái màu xanh nãy nè. 28.000 chứ. Cái tấm màu xanh nãy đâu? Nó 38. Hàng thô cô Tông Hoa 28 mua trước cho cô Lê Văn. Thô cô Tông Hoa nè. Con được 1. 38 mua trước cho mua 2. Cô mua đi. 3. 4 5. Con được 6m2 luôn nha. 6m2 hàng thô của con. Thô cô Tông này lấy lên giùm con là 117.000. 117 kèm mét giùm con. 117. Bao để cái bao đây. Sọc đỏ nãy con để cho cô rồi á. Mã này của con là hàng lụa mango có giãn 46.000. Mango có giãn được 2m2 mà 46.000 luôn nha. Về mình lên áo dài, lên bộ giùm con. Hàng xịn. Rồi mã này của con là hàng đuổi bamboo nè. Được 1, màu xanh biển. 2 3m. Được 3m1 đuổi bamboo. Đuổi bamboo lên giùm con là 58.000. 58. Lên mã 58 giùm con. Rồi khúc này của con là hàng von, nhưng mà nó có bị lem màu ở giữa, cô nào về mình may tận dụng. 46 mình làm cô Trang thôi. Quay nón lá thì lên giùm con mã tặng nha. Lên mã tặng nè. 117 chúc cô Vinh Lộc Dương. 58 chúc cô Thanh Đỗ. Lấy cái tấm vo này lên giùm con mã tặng. Màu xanh đá. Mạng bị chậm hả? Mạng bị chậm hả mấy cô? Thấy cũng đâu chậm lắm đâu. Bây giờ mới lên tặng. Tặng con chốt cho cô Trang Khôi. Cái xanh đá này con được là 1m9. Hàng đuổi bamboo. Lên giùm con là 46.000.
được 46.000 nha. Rồi đây một mã này phải gọi là đỉnh luôn á. Hàng đuổi ống giùm con. Đuổi ống. Cái này là giống như cái đầm hôm qua con mặc luôn nha. Đuổi ống cái bề mặt nó có một cái độ ống ánh nhẹ nè. Về mình lên đầm, lên bộ được, may áo dài được giùm con. Hàng đuổi ống. Màu xanh biển nha. Lấy xanh biển lên xanh biển kèm mép giùm con là hàng đuổi ống. Cái màu xanh này đúng không cô Vinh Lộc Dương, là hàng thô Mỹ về mình may da được á. May da nằm rất là sướng luôn. Nếu như lấy mã xanh nó lên giùm con xanh kìa nhé. Còn mã con đang lên là hàng đuổi ống xanh biển. À lấy xanh biển lên xanh biển giùm con nha. Xanh biển 1m8 chốt cho cô Hoa Lam. Xanh biển lên xanh biển giùm con. Con lên nhẹ hèo à. Cái xanh chuối đó là vải thô Mỹ á, cô lên bùi à. Về mình lên bộ hoặc là lên ga gối rất là xịn nha. Hàng thô Mỹ. Biên xịn. 2m 1m8 này con lên là có 27.000 thôi. 1m8 đuổi ống thì con lên là 27.000 nè. 46 xanh đá chốt cho cô Hào Văn. Xanh biển cắt 2m cho cô Ngọc Như Nguyễn. Xanh biển 1m5 cho Thùy Kiều Mai. 1m5 cho cô Thúy Kiều Mai. Cô nào lấy xanh biển lên xanh biển giùm con. Tại con giùm tôi 2m với chính xác là bao nhiêu tiền. 2m cho cô Hạnh. Rồi con đúng 2m đó lên là 30.000 nha. Tính ra là 15.000 một mét thôi á. Có 15.000 một mét thôi. Về mình may bộ mặt nhà hoặc là lên áo dài áo đầm đều được hết. Con rất là thích cái chất này. Tại vì nó nhẹ nè, mặt lên nó mềm, thấm hút mồ hôi. Và bề mặt nó lại có một cái độ ánh nhẹ, nhìn nó sang lắm mấy cô. Cô Lê Thị Tâm hỏi mã cho cô Tâm nè. Cái màu cái hoa hồi nãy hả cô? Hoa nãy con chốt rồi nha. Đi nhờ lấy cái khác đi. À lấy xanh biển nữa, lên xanh biển giùm con. Màu cam này của con hàng thô cô Tâm luôn nè. Cam là hàng thô cô Tâm. Cô Tâm 100% được một. Cô Vinh Lộc Dương là lấy cái xanh bơ may ga gói đúng không nè. 2m1. Có lót trắng và hồng không? Lót hồng con có nha. Mã này lên giùm con 41.000 màu cam. 41.000 màu cam được 2m1. 41.000 màu cam được 2m1. Chốt chị Cao Kim Anh. À xanh biển cho cô. Xanh biển lên xanh biển con cắt luôn nha. 1m15 nha. Xanh biển 1m15.000 hàng đuổi ống. Con nào lấy nữa lên giùm con.
1m5 xanh biển nha cô Hao Văn. Cô Hào Văn ơi, bà mới xin lôi cho con xin cọc với nha. Con có gửi số tài khoản cho mình rồi á. Bên con có hai cách cọc, là một là mình có thể chuyển khoản, hoặc là mình có thể mua giùm con một cái cặp mobi 50.000 rồi cào chụp hình gửi qua giúp con nha. Tại vì con đang bán hàng sale rất là lỗ luôn, nên là mấy cô thông cảm giúp con với nha. 1,5m cho cô Hào Văn. Hai mét cô Châu Trần Hàng Nghi. Của con là hàng đuổi ống màu cam nè, màu cam. Cô nào lấy ổ màu kem, cô nào lấy kem lên kem kèm mép giùm con. Đuổi ống màu kem nha, lấy màu kem lên màu kem giùm con. Chất cực kỳ mút, nó mút như là linen lụa luôn á mấy cô. Con cân thử 2m màu kem này lên bao nhiêu tiền nha. Cô Hương Vũ nè, kem cô Nguyễn Hồng Nga lấy mấy mét? 2m kem con cân lên là 42.000. 2m kem cân lên là 42.000 nha. Rồi mã này của con là hàng có giãn về may quần lên chân, chân váy bút chì giùm con. Hàng công sở có giãn. À, lấy mã này lên giùm con là mã màu xám kèm mép. Được 1, 2, 3, 4. Con được hơn 5m nha. Hơn 5m. Kem có 2m cho cô Nguyễn Hồng Nga, 3m cô Thanh Đỗ. Màu kem là 2m42.000, lấy lên kem giùm con. Hàng đuổi ống. Cái này 3m rồi. Chết rồi. Ừ. Không biết còn đủ 3m không nè. Cái khúc này là con còn được 3m3, cô Thanh Đỗ lấy giùm con được không? Con còn 3m3 nha. Cô Trang Khôi 2m6. Xám này con còn được 1, 2, còn được hơn 3m. Hơn 3m này lên giùm con là 125.000. 3m1, 125 lấy lên 125 giùm con nha. Đồ lót hai bu tay màu hồng. Được 1, 1m2 có giãn. 1m2 có giãn lên giùm con là 15.000. 1m2 có giãn 15. Xám chất 1m1 cho cô Quý Hương là con còn đúng 2m luôn nha. Mười lăm chốt cho cô Chi Đặng. Con còn đúng 2m6, lấy lên giùm con là 81.000. 81 cô nào lấy 81 lên 81 giùm con. Mã này hàng thô cô tông màu cam. Được 1, 1m3.
1m3 lên giùm con 23.000. 1m3 23 lấy lên 23 giùm con. Lining màu hồng. Được 1, 2m8 còn lại chốt cho cô Thanh Đỗ. 2. Bà ngồi tỉnh chưa? 3. Con được 3m3. Cái gì vậy? 3m3 màu hồng. Lên giùm con là 68.000. 3m3 68. Còn màu cam này là 23. Hồng 68. Màu vàng cam hàng thu cô tông nè. Được 1. 68 chốt cho 2m. 2m1. 2m1 mã này lên giùm con là 34.000. 2m1 34 lấy lên 34 giùm con nha. Đuổi bamboo màu xanh biển. Được 1. 2. 3. 4. 4m5. 34 chốt cho cô Trang Khôi. 4m5 lên giùm con là 83.000. 4m5 83 tính là có hơn 20.000 mét thôi á. Hơn 20.000 một mét thôi nha. Mã này về may sơ mi quần sọt nam giùm con. Được 1. 1m5. 1m5 màu vàng mỡ gà mã 28. Lên 28 giùm con. Thô cô tông hoa nhí nền xanh đen. Con được 1. 2. 3. 4. 5m. Trang Khôi. Năm mét lên giùm con là 96.000. 5m96. Lên giùm con mã 96 hàng thu cô tông. Cô tông 100% hoa nhí. 96 kèm mét con chia cũng được nha. Của con là hàng cô tông nè. 96. Chúc cho cô Lê Thị Tâm. Được 1. 2. 3. 3m5 mã đó không chốt rồi. Này được 3m5 nè. Gói hàng xong hết chưa? Anh Lai qua lấy kìa. Mã này con 53.000. 53 lên 53. Về may bộ lên quần ống suông giùm con nha. 53.000 mã màu trắng, lên sơ mi nam được luôn. 53 lên 53. Trắng kem hả? Trắng kem con chưa thấy. 53 chốt cho cô Linh chút. Mã này của con là hàng thô cô tông nè. Thô cô tông về lên ga gói xịn màu xanh bơ nha. Thô cô tông trơn màu xanh bơ, lấy xanh bơ lên xanh bơ kèm mép giùm con. Con nào lấy xanh bơ lên xanh bơ kèm mét. Nếu như có thì con để cho cô nè. Thô cô tông màu xanh bơ lên giùm con 46.000. 2m46.000 tính ra mét có 23.000 thôi nha. Hàng thô cô tông mà 1m có 23.000 thôi nè. Lấy lên giùm con xanh bơ kèm mét. Rồi đổi bamboo màu màu hồng. Màu hồng 113 lên 113 kèm mét giùm con hàng đổi bamboo. Đổi bamboo 113.000 còn Vũ. Đuổi bamboo 113. Cái này kiểu cái màu nó
cam cam hồng hồng nhìn nó nhu cực kỳ luôn. Lấy lên giùm con nè. Lưỡi bamboo màu hồng cam. Lên giùm con hồng cam kèm mét. Một mét này tầm 20 mấy ngàn thôi. Chốt 1.13 cho cô Nguyễn Hồng Nga. Lấy 1.5 mét mã nào giùm cô tóc cô nữ. Mã hồng cam đó con vẫn còn nên cô nào lấy cô lên mét rồi con cắt nha. Con còn. Lưỡi bamboo màu vàng. Cô nào lấy vàng lên vàng kèm mét giùm con. Xanh bơ lấy 1.5 mét. Dạ rồi ok cô. Chờ xíu con cắt. Hồng cam 3 mét cho cô Lê Phượng Tâm. À, lấy hồng cam nữa lên hồng cam giùm con. Con còn một tông màu vàng á. Lấy vàng lên vàng giùm con luôn nha. 1 mét thì tầm hơn 20 ngàn thôi. Cái đuổi bamboo này á thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn mấy cô ơi. Nó chỉ thua xô muslin, nó chỉ sâu xô muslin thôi nha. Hồng cam 1.7 cho Lê Thị Thanh Thảo. Về mình may bộ nè, nó nhẹ nhưng mà nó không mỏng, không cần ốc. Nó nhẹ nhưng không mỏng nha. Lấy hồng cam lên hồng cam, lấy vàng lên vàng. Hồng cam con còn được 1, 2, 3, 3.6 mét. 3.6 mét lên giùm con là 67 ngàn. 3.6 mét mà có 67 ngàn thôi. Cắt màu xanh bơ cho cô tóc tu nữ. Xanh bơ này là hàng thô cô tông nè. Có cô nào về may ga gối không? Mấy cái màu trơn này thì mình dễ dùng cực kỳ, không bao giờ bị lỗi thời luôn á. Số 7 một chút cho cô Lê Thị Thương Thảo. Đây màu vàng. Màu vàng này kiểu đó là màu vàng cam nha. Vàng cam, lấy vàng cam lên vàng cam kèm mép. Màu vàng của xoài chín đó mấy cô. Lên vàng kèm mét giùm con, hàng đuổi bamboo luôn. Hàng đuổi bamboo luôn nha. Chất cực kỳ mét. Hàng đuổi bamboo này mấy cô. Chất mát, thoáng. Không hề mỏng. Lấy cam lên, lấy vàng lên vàng giùm con nè. Lấy vàng lên vàng kèm mét giùm con. Vàng 3 mét cho cô Ngô Ngọc Loan. Một mét này hơn 20 ngàn thôi. Quá rẻ luôn. Hơn 20 ngàn một mét lấy lên vàng. Mỗi một con thích thôi. Đuổi bamboo màu xanh biển. Xanh biển lên giùm con 59 ngàn. Xanh biển 59. Rồi 2 mét cho Hồng Diệu. Khúc này của con hơn 3 mét. Hơn 3 mét màu xanh biển đuổi bamboo nha. Năm chín hôm trước cho cô Hạnh Còn Vũ. Cái mã màu xanh đó con còn á. Con còn nha cô Hoàng Khôi. Cô lấy mấy mét? Trang. Cô Trang Khôi hả? Cô Trang Khôi con còn nè. Khúc này của con là 83 ngàn. Cô lấy mấy mét? 83 được 1, 2,
3 4. Con được tới 4 mét rưỡi lần nha. Con được 4 mét rưỡi lần á. 83 4 mét rưỡi. Đuổi bamboo màu đen. Bamboo đen lên giùm con là 101 kèm mét. Đen lên giùm con là 101 kèm mét nha. Cái này may quần quần lưng thun rút được nè cô. Hồi nãy cô nào hỏi con á. À, lấy đen lên đen kèm mét giùm con nha, hàng đuổi bamboo luôn nè. Lấy đen lên đen giùm con. Màu xanh biển mã này của con 65.000 là hàng thun. 65 hàng thun. Con 65 được 1. Được 1. 2 mét. 2 mét. Ai lấy con giả mã này nha. Hàng thun. Nó kiểu giống như là len luôn á. Giống len luôn nha. Giãn cực kỳ. 65 cô nào lấy con giảm còn 50. 65 giảm còn 50. Cô Trương Hằng hỏi màu nâu hả? Màu nâu con chưa thấy. Đuổi bamboo màu kem nè. Lấy kem lên kem kèm mét giùm con. Lấy mã kem lên giùm con là kem kèm mét. Hàng đuổi bamboo con được 1. 2. 2 mét mốt màu kem. Lên giùm con là 39.000. 2 mét mốt 39.000 lấy lên 39. Còn lót kem không? Lót kem hết. Ba chín chú cô Bạch Yến. Rồi mã này của con là hàng đuổi ống nha. Đuổi ống. Đây nó có cái mặt, cái độ ống ánh nè. Về mình lên bộ len đầm được, may áo dài được giùm con. Mã này may áo dài được, lấy lam lên lam kèm mép nè. Về mình may bộ may đầm thì không cần lót đâu nha mấy cô. Hàng mướt mềm thấm hút mồ hôi. Lấy lam lên lam để con cân thử 2 mét này ra bao nhiêu tiền. Đây. 2 mét lam này lên cho con là 37.000 thôi. 2 mét lam 37, lấy lam lên lam giùm con. 2 mét lam 37.000. Hả? Thầy may có còn lót không? Không. May không cần lót nha mấy cô. Lấy lên giùm con mã 37. Lót ha bu tai màu da nè. Màu da đậm. Được 1 mét. Lam 5 mét chốt cho Ngọc Anh Vũ. 2 mét cho Nguyễn Linh. 1 mét màu da lên giùm con 11.000. 1 mét màu da 11.000 nha. Cô nào lấy lam nữa, lấy lam giùm con. 11 chốt cho cô Hạnh còn Vũ. 1 sao bấm con Nguyên lên. Con Nguyên lên ơi, con bấm nhầm nha. Mã 11 đó con chốt cho con Hạnh còn Vũ mà con bấm nhầm á. Con nào lấy lam nữa, lấy lam giùm con. 2 mét con lên nhiêu tiền? 37.000. 2 mét có 37.000 thôi. Hàng đuổi ống may không cần lót. Về lên đầm lên bộ đều được. 5 mét cho cô Trương Hằng. Hồi nãy cô nào hỏi màu màu đỏ rượu ta. Cô nào hỏi màu đỏ rượu, hình như cô nuôi trần.
tôi 5m luôn. Cái mã này mấy cô có thể may bộ đi chùa được luôn á. Hàng dày dặn may bộ đi chùa được luôn nha. Màu da nhiều hơn hả? Con không có. Con có, giờ con còn lụa lót màu vàng với lại màu hồng là nhiều. Cái bill cô nuôi trồng. Rồi lụa đuổi. Lụa đuổi có giãn. Mã này may áo dài được nè. Mã này lên áo dài được giùm con nha. Được một màu xanh min. Cái này được 2m. Hai mét lên giùm con là 41.000. 2m 41. 2m 41.000 nha. Lấy lên 41 giùm con. Cái đó con còn khúc dài, có cô nào về may áo dài thì lấy mã này nha. 41 may áo dài được. Em sẽ nhắn tin cho anh Minh một tiền. Em đã kiếm được cái đó. Thôi gớt ở trong một tiền. Giờ ta mới kiếm được á. Bây giờ mình đi cho ta mình kiếm ra. Con lên cho mấy cô một lãnh mã lên lên hoa luôn nè. Lên nền hoa và gắn cái này gọn dưới tôi. 41 cho cô Dung Nguyên. 41 cho cô Hoàng Diệu Nguyễn Thị. Không biết còn đủ không. Cô Hạnh Cần Vũ. Mã này của con là hàng Lenin nè mấy cô. Nãy giờ cô nào đang chờ đợi Lenin nè. Lenin bộ không dặm không ngứa. Mình lên được đầm bộ. May áo dài cách tân, không cần lót giùm con. Lên chân váy. Chân váy không chữ A. Chân váy như thường con hay mang là cũng cùng một chất liệu này nha. Lấy hoa lên hoa giùm con. Cái nền của nó là màu vàng mỡ gà. Màu vàng mỡ gà, màu bò. Màu bò con hết rồi. À lấy mã này lên giùm con nè. Nền của nó là màu vàng mỡ gà nha. Hàng Lenin bột không dặm không ngứa, mềm cực kỳ mềm. Lấy mã hoa lên hoa giùm con. Lấy mã này lên giùm con hoa. 1m con lên là tầm 20.000. 20.000 không? Ê bà để nó ngay lại. Để kéo. Rồi. Rồi. Đây, từ. Đẩy cái này qua đây nè. Hoa 3m cho cô Lê Thị Tam, 2m cô Hương Vũ, 2m cô Thúy Lê. Được rồi, được rồi. Con Lê là 44.000 á. Tính ra 1 mét Lenin mà có 22.000 thôi. Có 22.000 thôi nha. Lenin bột Bri hàng cây. Hôm trước con bán tới 150 một ký nhưng mà còn sót vài cây con sale rẻ. Con sale nhanh, sale gọn cho về hàng mới nha mấy cô. Nên là mới có giá này đó. Lỗ hơn. Còn thấp hơn giá nhập nữa nha. Ai lấy hoa lên hoa giùm con, cái đó 3 mét. Tơ màu trắng em không có.
Dạ rồi, cắt cho cô Thúy Lê rồi nha. 2 mét cô Hường Vũ. Nè, hồi nãy con có để một cái tấm màu rượu cho cô nè. Đẹp cực kỳ luôn, hàng thua cô Tâm luôn á. Được gần 2 mét luôn nha cô. Rồi bây giờ nó có gửi tin nhắn về rồi á. Cô vào cô xem lại nha. Hai mét này 44 ngàn. Lấy hoa lên hoa. Cô nào lấy hoa lên hoa giùm con. Cái này của cô Hường Vũ. Hường Vũ có rồi. Vậy như đâu rồi đó. Ủa, cô Hường Vũ comment lại hả? Tấm màu rượu là con chốt cho con nuôi trần rồi. Cô nào lấy hoa lên hoa giùm con nè. Lấy hoa lên hoa giùm con. 2 mét 44 ngàn. Lấy gì vậy? Rồi ok, cô không lấy ha. Vậy thì con chốt cho cô Nguyên lên tấm đó. Ủa, cái này ở đây hả? Đuổi xốp nhúng màu đỏ. 2 mét 30 ngàn, lấy lên giùm con là mã 30. 2 mét 30 ngàn nha. Lấy lên 30 giùm con. 2 mét hoa cho cô Lâm Xuyên Lâm. Con chốt cô Hạnh Cần Vũ. Hàng sơ cô Tông màu vàng. Một, hai, hai mét ba. Nó mướt như là đuổi tơ luôn nha. 2 mét 3 lên giùm con là 44 ngàn. 2 mét 3 44, lấy màu vàng lên 44 giùm con. Lên mã 44. Màu cam hàng Thô Cô Tông. Thô Cô Tông 23 ngàn. 23, lấy 23 lên 23. Được 1. 1 mét 3 23 ngàn. 1 mét 3 23, lấy lên 23 giùm con. Đuổi xốp nhúng màu xanh. 64. Đuổi xốp nhúng màu xanh 64 ngàn. Đây, đuổi xốp nhúng là cái chất nó như thế này nha. Nhẹ bay cực kỳ, về mình lên đầm nè. Lên quần ống su. Hoặc là may áo, áo kiểu áo sơ mi. Con được 1, 2, 3, 4. Được 4 mét 1. Được 4 mét 1 luôn nha. Lấy hết hoặc chia. 4 mét 1 lấy hết hoặc chia nè. Còn cô nào đang xem like bình luận lên giùm con với nhau đó cô. Mấy con sạn mấy cái hàng này ra con like hết cho mấy cô luôn nè. Linencào.bi. Lên đèn cào chấm bi lên giùm con mã 36. Cô Hương Vũ chia 2 là mã nào vậy cô? 36. Con được 1. 1 mét rưỡi 36 ngàn. 1 mét rưỡi 36. Xanh 36 chúc cô Thúy Lê. Màu xanh cắt 1 mét 2 cho cô Hoa Lam. Cái xanh đúng rồi. Đuổi xốp chia đôi cho cô Hương Vũ. Mã chấm bi con chốt rồi nha. Đây 1 mét 2 nè. Ủa?
Tấm này con còn 3 mét nè, cô Hương Vũ lấy mấy mét? Còn 3 mét vậy con cắt 1 mét rưỡi cho cô hay sao? 2 mét thì con không cắt được rồi. Rồi mã này của con là hàng cô tông lụa. Cô tông mặt lụa màu đỏ. Đỏ lên giùm con là 60.000. Đỏ 60, lấy 60 lên 60 giùm con. Cái đó có 3 mét rồi cô Hương ơi, nó nhẹ cực kỳ luôn. Lấy giùm con nha. 2, con được 2m1. 2m1 mã đỏ. Hàng cô tông lụa. Mướt về mình lên đầm lên bộ nha. Cắm hút mồ hôi. Mã này lên giùm con là 60.000 nè. Chúc cô cao hàng. Sơ mi tay ngắn. Sơ mi tay ngắn, cô cắt 1m3 đi. Mã này 41.000. 41 hàng thô cô tông mặt cười. Thô cô tông này là loại xịn, con bán tới giá 180 ký lận á. 1 2 cái chổi nó quét trong nhà không được quét ngoài sân. 2m2. Nhã. Cái chổi quét trong nhà, ngoài sân có cây khác. 2m2 lên giùm con 41.000 hàng thô cô tông. Cô tông 100%. Mã này của con là hàng von. Von 28.000. Von 28 về mình lên áo dài may áo bà ba sơ mi nha. 28 được 1. Hơn 2m 28.000. Hơn 2m 28. 41 chốt cô Hạnh Cần Vũ. Mã này của con hàng linen bamboo. Đuổi bamboo, hàng đuổi bamboo nha, 40.000. Đuổi bamboo 40.000 màu kem. Được 1. Hơn 2m rưỡi bamboo. 40.000 màu kem. Sọc xanh này của con là hàng thô cô tông nè. Về may áo sơ mi hoặc là may quần sọc nam được luôn. Con được 1. 1m rưỡi, chào cô Hồng Đoan. Con được 1m rưỡi. Lấy lên giùm con là mã 36. 1m rưỡi 36.000. 1m rưỡi 36. Mã này của con 24.000 nha. 24. Hàng thô xương cá. Dệt sớ xương cá, chấm bi màu đỏ rượu. Con được 1m hơn. Hơn 1m lên giùm con là mã 24. Hơn 1m 24, lấy 24 lên 24 giùm con. 24 con cho Út cho Lê Thị Tâm. Cái mã sọc này là hàng thô cô tông nha mấy cô. Đây sọc màu xanh nè. Về mình may quần sọc cho mấy anh mấy chú được luôn. Được 1m rưỡi á. 1m rưỡi là 36.000. 1m rưỡi có 36.000 thôi. Lấy lên mã 36 giùm con. Mã này của con là hàng cô tông luôn. Thô cô tông chấm bi nâu. Mã này 35.000. Chấm bi nâu 35, lấy 35 lên 35 giùm con. Con được 1. 2m 35.000. Thô cô tông 100% nha. 35. Mã này của con là hàng dạ. Hàng dạ tuyết đó mấy cô. Về mình may chân váy hoặc là được 1m4. 35 chứ cô Thủy, cô Thủy Lê. Cô Thủy Lê. Mình làm cái chăn đi ô tô cũng được nha. 97.000 lấy lên 97 giùm con. 97 lấy lên 97. Hàng dạ. Đuổi bamboo màu vàng. Lên giùm con mã này 39. Đuổi bamboo vàng 39, lấy lên 39 giùm con. 97 một chút cho cô Lê Thị Tâm. Được 1. 2m. 2m màu vàng, hàng đuổi bamboo thấm hút mồ hôi. Đúng rồi, hàng dạ anh. Đây cô nào hỏi con cái mã nào mà về may chân váy chống nắng. Lấy mã này về may nha cô. Cực kỳ xịn luôn.
Mã này lên giùm con 74.000. 74 lấy lên 74. Mã 74 về may áo khoác chân váy chống nắng. Hàng cô tông dày dặn. Con được 1. 2. 2m6. 2m6 74.000. Lấy lên mã 74. Mã von hoa. Von chi phong có giảm 18.000. 18 lên giùm con 18. Được 1. 1m4 18.000. Chúc cô hoa lam. Đuổi bamboo màu vàng. Màu vàng này lấy lên giùm con là 28.000. Vàng 28. Cô đồ lấy 28 lên 28. Được 1 không nhỉ? 28 được 1m4. Chiều mưa. Đi làm dâu. 28 được 1m4. Chiều nay mưa bắt đời một ngự. Đuổi bamboo màu hồng. Màu hồng này lên giùm con là 43.000. Màu hồng 43. Hàng đuổi bamboo nè. Màu hồng 43 lên 43 giùm con. 28 chúc cô dịu trang. Ba chín vàng cho cô Hào Văn. Con được hơn 2m. 2m1 luôn nha. 2m1. Hàng thô cô tông xớ xéo. Bi màu nâu. Bi nâu con được 1. 2. 2m7. Hai mét bảy. Bi nâu lên giùm con là 57.000. Sẵn lấy giùm tôi cho nút luôn. Chờ nãy giờ 57.000 bi nâu. Hàng cô tông xớ xéo. Rồi mã này của con là hàng thô nè. Thô caro nhí 26.000. Thô caro nhí 26. Lấy lên mã 26 giùm con. Lấy mã này lên giùm con 26. Về mình may pyjama hoặc là may áo sơ mi nè. Được 1m7. 26 được 1m7 lên giùm con mã 26. Thô cô tông màu cam. Caro nhí chúc cô Diễm Phúc. Cam này lên giùm con 23.000 hàng thô cô tông. 23.000 hàng thô cô tông nha. Được 1. 1m4. 1m4 mất góc nha mấy cô. 1m4 mất góc. Hai mươi ba giảm còn 18.000. Lấy lên mã 18. Lên đình cào sọc màu cam. Con được 1. 2. 2m5. 2m5 cô nào lấy lên giùm con mã 60. Mã 60 lấy lên 60 giùm con. À lấy mã đó lên giùm con 60. Cô tông xớ xéo sọc màu xanh 44.000. Sọc xanh 44. Lấy lên mã 44 giùm con. Cái mã này về mình có thể mình may sơ mi, quần ống suông, may bộ, chân váy gì đều được hết. Chất của nó là hàng linen nha. Sọc xanh. Con được 1. 2. 2m2 sọc xanh. 60 chúc cô Hồng Đoàn. Sọc xanh lên giùm con là mã 44. Sọc xanh 44 nha mấy cô. Chiều nay mưa nha. Hàng kaki màu đen dày dặn.
Cái này là hàng dày dặn siêu nặng luôn nè. Về mình có thể là may quần nam hoặc là lên vest. Con được 1, 2, được 2m1 nha. Mày đạp mà. Hai mét mốt lên giùm con là 95.000. 2m1 95, 2m1 795. Cái sọc này của con là hàng linen cô tông nha mấy cô. Sọc xanh là hàng linen cô tông á. Sọc xanh lên giùm con mã 44.000. Sọc xanh 44 lên 44 giùm con. Bi màu xanh đá. Này là cô tông xớ xéo. Xanh đá cô tông xớ xéo. Được 1. 2m. 2m màu xanh đá. 41.000. Cô nào lấy lên mã 41 giùm con. Ai lấy lên giùm con mã 41 nha. Đổi xốp nhúng màu xanh bơ. Cái này cũng phải xanh bơ nữa. Xanh cốm. Xanh cốm lai bơ. Mã này của con 57.000. Đuổi xốp nhúng 57. Cô nào lấy lên mã 57 giùm con. Đuổi xốp nhúng 57.000. Lấy lên 57. Một, hai, ba, 57 đang cầm. Được 4m57.000. Chốt cho chị Cao Kim Anh. Đuổi xốp nhúng màu hồng. Màu hồng phấn. Lên giùm con 23.000. Hồng phấn 23, lấy 23 lên 23 giùm con. Được 1. 1m3 23.000, xếp mấy cái gì? 1m3 23. Lấy lên giùm con mã 23. Đuổi xốp nhúng màu vàng tươi. Mấy cái đuổi xốp này cực kỳ là nhẹ luôn. Nên là về mấy cô lên đầm nó có cái độ bền bền á. Lên đầm may quần ống xu hoặc là lên áo kiểu áo sơ mi nha. Màu vàng lên giùm con 19.000. 19. Tính ra là có mười mấy nghìn một mét thôi. 19 được 1. 1m3 19.000. 1m3 19 màu vàng tươi. Hàng đuổi tơ nha. Mã này của con là hàng đuổi tơ. 19 chú cô Trang Khôi. Đuổi tơ màu vàng mỡ gà được 1. 2. 3. 3m7. 3m7 màu vàng. Lấy lên giùm con là 55.000. 3m7 55 lấy lên 55 giùm con. Ai lấy lên giùm con mã 55 nha. Ba mét bảy năm lăm. Mã này là hàng màu đen. Đuổi xốp nhúng màu đen 18.000. Đuổi xốp nhúng đen 18 lấy lên 18 giùm con. Được 1m1 18.000. 1m1 18. Đuổi tơ màu cam. Đuổi tơ màu cam nè. Con nào lấy cam lên cam giùm con. Đuổi tơ nhăn được 1. 2m màu cam. 18 chúc cô Hương Vũ. 2m màu cam này 32.000. 2m cam 32 lấy lên 32 giùm con. Màu trắng. Đuổi xốp nhúng màu trắng. Con được 1. 2. 3. 3m8. Được 3m8 nha. 32 con chốt cho Hồng Nguyễn Thị. 3m8 lên giùm con là 54.000. Còn một cuồng nữa. 54 lấy lên 54 giùm con. Mã 54 nha. Màu trắng 54. Màu trắng 54. Đuổi xốp nhúng màu vàng. Vàng tươi 22.000. 22.
54 chốt cho cô Ly chút. 22 con được 1. 1,5 22 ngàn. 1,5 22. Hàng von. Von 25. Lấy mã von này lên giùm con 25. Được 1. Giờ chị đi đâu hay gì? 2m. 2m von 25. Về mình lên áo dài, áo sơ mi và ba đều được. Mã đuổi shop này của con là màu xanh ngọc 1 2 3 3,8 3,8 lên giùm con là 56 ngàn. 3,8 56 lấy hết hoặc chia. 3,8 mà có 56 ngàn. Mua này về may cho con. May cho má nó cho mày. Khúc này của con là hàng quần tây nữ. Quần tây nữ lên giùm con là 58 ngàn. Quần tây nữ 58. Mã 54 con. Mã 54 con hết rồi cô Phạm Hạnh ơi. Quần tây nữ về mình may quần nó có cái độ rũ nha mấy cô. Màu xanh đen có độ rũ, mình có thể lên được chân váy học sinh luôn. Được 1. Không nhăn nha, mã này không nhăn. 2. 2,3 Cô Hồng Diệu Nguyễn Thị cho con xin địa chỉ nha. Lên giùm con 59 ngàn. Quần tây học sinh nữ 59. Quần tây nữ 59 lên 59 giùm con. Cô Hoàng Diệu Nguyễn Thị vào Messenger cho con xin địa chỉ nha. Khách mới thì con bên con có xin cọc 50 ngàn. Do là con đang bán hàng sale nên là con có xin cọc nha. Màu vàng đuổi xốp nhúng. Lấy mã này lên giùm con là 34. 34, con nào lấy 34 lên 34 giùm con. 59 chốt cho Trang thôi. 2. 2,1 2,1 màu vàng lấy lên giùm con nè. Được 2,1 nha. Con đổ cái bao này ra nè. Hàng linen bột. Hoa màu vàng mù tạt. Lấy vàng mù tạt lên giùm con nè. Màu vàng mù tạt nha. Màu vàng mù tạt ai lấy lên giùm con. Được 1. 2. 1 mét này tầm 22 ngàn nha. 3. 4. Được 4,7 m. Cắt 2 m cho cô Hạnh Cần Vũ. Này là hàng linen bột xịn nha. Linen bột xịn giùm con về mấy cô lên bộ lên đầm được. May áo dài cách tân. Không cần lót. Hàng linen không giọng không ngứa nè. 2 m cho cô Thúy Lê. Cô Ngọc Anh Vũ ơi, khúc này còn được 1 m cuối cùng. Về mình may chân váy hoặc quần sọt áo lẻ. Lên giùm con là 20 ngàn. 1 m đúng 20. Lấy lên mã 20 giùm con. Lấy mã đó lên 20. Ê đùa đùa mấy cái đó lên đi. Mã vàng bù tạc con hết rồi. Đuổi xốp màu vàng. Mã này 38 ngàn. Lên giùm con mã 38. Mã 38 được 1. 20 chút cô Ngọc Anh Vũ. 2. 2,5 m nha. Đuổi xốp được 2,5 m. Lụa mango có giãn. Màu đen hai chân đăng nè. Con được 1. 2 3.
Khúc này được 3m6. Về mình lên áo dài hoặc là mấy bộ mặt nhà nha. 2m6 này lên giùm con là 70.000. 2m6 70 lên 70 giùm con. Đội xếp nhúng màu xanh nhạt. Màu trắng xanh. Trắng xanh nha. Do nhiều khi là tin nhắn nó gửi về hơi chậm á. Trắng xanh được 6m7. Mấy cái mã linen bột hàng cây mình may quần được nha. Hoặc là cái rũa bamboo mình cũng may quần được nè. 85.000 mã này. 85.000 được 6m7. Lấy lên giùm con mã 85. 87 lên 85. Rồi tấm này của con là hàng đuổi xốp nhúng luôn. Đuổi xốp nhúng. Màu xanh ngọc. 1 2 3 giống 3m7. Được 3m7 mã này. Ba mét bảy lên giùm con là 60.000. 3m7 60 con nào lấy lên mã 60. Màu xanh ngọc này là hàng lụa đuổi. Về mình có thể lên bộ. Có độ giãn nhẹ nè. Nó là giãn vải nha mấy cô. Về mình lên bộ lên nằm may được áo dài. 1m8. Khúc này 1m8 thì là 40.000. 1m8 40. Một. Khúc này 2m. 1m8 thì là 40. Hơn 2m thì là 45.000. Hơn 2m45. Vàng mù tạt của chị em cắt rồi nha. Hơn 2m là 45. Lấy khúc nào lên khúc đó giùm con. Hàng lụa cáp. Về lên đầm lên áo dài. Được 1. Hơn 2m. May bộ cũng được cho mấy cô. Hơn 2m 39.000. Lên giùm con mã 39. Von 26.000. 26 lên 26 giùm con. 45 này là lụa đuổi á cô. Lụa đuổi nha. Lụa đuổi mình may bộ hay là may đầm may áo dài đều được. Màu xanh ngọc. Mã von. Con được 1. 2. 2m1 von. 39 chốt cho Trang Khôi, 26 chốt cho cô Trang Khôi luôn. Lên mã này giùm con là 26. 26. 39k con chốt rồi cô Hoa Lam ơi. Rồi mã caro màu xanh này về mình may quần sọt chân váy hoặc là áo sơ mi. May được sơ mi nam 36.000. 36 lên giùm con mã 36. Dạng của nó là hàng thô nha. Thô cào nhưng mà nó mềm. Được 1. 2m. Hai mét 36.000 lấy lên mã 36. 45 chốt cho cô Hoàng Diệu Nguyễn Thị. Đuổi tơ màu kem. Cái này là kiểu màu hồng đào chứ không phải màu cam nữa. Đây đuổi tơ. Cái sớ vải cực kỳ đẹp luôn nè. Được 1. 2. 3. 36 chốt cho cô Trang Khôi. 4m. Được 4m. Bốn mét này lên giùm con là 59.000. 4m59 lấy lên 59 giùm con. Có màu kem nè, nãy giờ cô nào họ đuổi tơ màu kem. Đuổi tơ màu kem nha. 51. Đuổi tơ kem 51 lấy lên 51. Lấy mã này lên 51 giùm con. Được 1. 2. 3. 3m50 51.000.
Cái này con cắt lỗi đi là còn được 3 mét nha. Còn được 3 mét con lên nhẹ hơn. Cái này con cắt. Năm mốt chốt cho cô Ly chút. Lót hồng. Lót hồng dâu. Lót hồng dâu mã này lên giùm con 30 ngàn. Lót hồng dâu 30 lên 30. 1 2 2m4 30. 2m4 30 ngàn. Phi satin màu đen. Satin đen, à lấy đen lên đen giùm con. Lấy đen lên đen kèm mét. Ba mươi chúc cô Dung Nguyên. Công nhận like bằng like nó tốn pin điện thoại giả mang luôn, điện thoại nóng hổi. 2m phi satin này con cân lên nhẹ hiều à. Phải cầm thử tôi đẹp. À lấy đen lên đen giùm con. Đây là phải cầm thử tôi đẹp để cho con like. Lên giùm con là 33 ngàn. 2m có 33 ngàn. Hàng phi satin màu đen nè. Con nào lấy đen lên đen kèm mét giùm con. Lót hai bu tay em có nha chị. Hai bu tay cô Hà Lê còn màu nào? Đủ xốp màu kem. Con còn là màu vàng. Màu xanh min. Màu hồng với lại màu xanh biển. Màu kem đủ xốp nhúng màu kem 20 ngàn. Đủ xốp nhúng màu kem 20. Lấy lên mã 20 giùm con. Được 1 1 mét rưỡi 20 ngàn. 1 mét rưỡi 20. Lấy lên 20. Đủ xốp nhúng màu đỏ. Màu đỏ. Lên giùm con mã 20 đỏ. Màu đỏ lên 20 đỏ được 1m3 luôn nè. Cái hàng phi satin này cái chất đây. Đó nó có độ bóng nè. Đủ shop cam em hết rồi, còn cái đuổi tơ á. Còn cái đuổi tơ màu cam đào nha. Phi satin này 2m. Để con lên như anh 2m33 ngàn. Lấy 33 lên 33 giùm con. Về mình lên đầm nè. Lên đầm cổ đổ, đầm thiết kế rồi vậy đó mấy cô. Lấy 33 lên 33 giùm con. Hàng thô cotton màu kem. Thô cotton màu kem nha. Trắng kem con được 1 2 2m1 màu trắng kem. 2m1 lên giùm con 48 ngàn. 2m1 48. Con nào lấy lên mã 48 giùm con. 2m1 48 ngàn nha. Thô cô tông màu đen. Màu đen về mình may quần nè. Màu đen con được 1 2 2m2 màu đen. 2m2 lên giùm con là 47 ngàn. 47 ngàn 2m2. Con nào lấy lên mã 47. Rồi con lên tiếp hàng cây nha. Nhã bưng lên chị cho bé này. Mã thô cô tông lên ga gối nè. Mã này của con lên ga gối được. Hàng thô cô tông chuyên lên ga gối hoa vàng. Con nào lấy hoa vàng lên hoa vàng giùm con. Hoa vàng kèm mét. Con thử hai mét tiền như tiền.
2m này con cân lên là 29.000. 2m 29.000 thôi nè. Tính ra 1m chưa tới 15.000. Lấy mã này lên giùm con, hoa vàng kèm mét. Hoa vàng kèm mét về may ga gói, may bộ pyjama mặc nhà, len áo sơ mi. Lấy mã hoa vàng lên giùm con, hoa vàng 2m 29.000. 2m 29 là hoa vàng nha. May được ga gói. Cô nào đang xem bình luận lên giùm con với nha, mấy cô mở điện thoại lên cho em. Đây con có một cây satin. Cô nào còn đang xem bình luận lên giùm con với nha mấy cô. Cái này nó có tên sống sẵn mình chưa lại. Mấy cái tôi bỏ qua thì bà cứ bỏ vô bao nha. Được rồi. Hàng satin nè. Trời ơi mềm cực kỳ luôn. Này về mấy cô có thể lên áo dài, quần áo dài được nha. May đầm may bộ. Lấy mã satin lên giùm con. Con thấy cô Hồng Đoàn. Cái này con lên chắc mười mấy ngàn mét quá. Hai mét con cân lên là 31.000. Tính ra là chưa tới 16.000 một mét luôn. Chưa tới 16.000 một mét mã này nha. Ai lấy lên giùm con nè. Hàng có giãn. Màu của nó là màu kem. Lấy kem lên kem kèm mét giùm con. Hàng satin. Satin hàng cây có giãn. Satin có giãn, ai lấy lên giùm con mã kem. Con nào lấy lên mã kem giùm con. 2m con lên là 31.000 á. 2m con lên là 31.000 nè, cô nào lấy? Cô nào lấy mã kem lên kem giùm con. Còn cô nào đang xem like không mấy cô? Ba mốt chốt cho cô Trang Khôi nè. Cô nào lấy mã đó nó lên giùm con là kem kèm mét nha. Lên mã kem kèm mét. Mã này của con là một cây ton hai da màu đen. Ton hai da màu đen nè. Cô nào lấy mã đen này lên đen kèm mét. Về mình lên quần nha mấy cô. May quần lưng thun. May quần lưng thun rút được luôn. Con hai da. Con cân lên 2m là 45.000. Con hai da con cân lên 45.000 nè. 45.000 2m. Anh lấy ton lên ton kèm mét giùm con. Ton đen. Dày dặn. May không cần lót nha. Lấy ton đen lên giùm con là đen kèm mét. Lấy mã đen lên giùm con là đen kèm mét. Bốn mươi lăm chốt cho cô Hạnh còn Vũ. Mây nguyên 2m. Cô nào lấy mã ton đen này nữa lên giùm con nha. Hoa nhí nền xanh. Như cái bông đỏ đó hết đây. Nhí nền xanh nào à cô? Mới nhận vải hàng đẹp ok. Con cảm ơn cô Diệu Trang nè. Cô nào lấy ton đen nữa lên giùm con nha. Hoa nhí màu xanh mà cô kêu là mã nào con không biết. Chờ xíu con lên hết nha.
Ý ở đây còn một tấm cải chua hả? Tấm anh Vũ N mà. Rồi mã beo xanh. Cô nào lấy beo xanh lên beo xanh giùm con là hàng cô tông lụa. Xanh hoa đỏ phía sau. Cô tông lụa, ai lấy mã này lên giùm con. Beo kèm mép. Về mình lên bộ lên zoom giùm con nha. Mây đầm. Để con thử 2 mét này lên nhiêu tiền. Con cân lên là 45.000. 2m45. Lấy mã beo lên beo kèm mét giùm con. Về mấy cô lên đầm lên bộ. May quần ống su hoặc là may sơ mi. Không cần lót giùm con nha. Này mấy cô lên mấy cái set kiểu như là áo crop top với lại cái quần lưng cao đó, cực kỳ đẹp luôn nè. Lấy mã beo lên beo giùm con. Lấy beo lên beo kèm mét 2m là 45.000. Hàng cô tông lụa. Cô tông mặt lụa rất là mướt nha. Lấy mã beo lên giùm con beo. Cô nào lấy beo lên beo kèm mép. Cái này của con là hàng von nè. Kiểu nó là von phối với tơ organza mấy cô. Đây nha, cực kỳ đẹp luôn. Mã này về mình may áo dài, lên áo sơ mi 33 giùm con. May đầm. Hoặc là mình lót ở trong mình may đầm nha. Lấy mã này lên giùm con là xanh kèm mét. Cô nào lấy mã này lên giùm con là xanh kèm mét nè. Hoa màu xanh. Cô nào lấy hoa xanh lên hoa xanh giùm con. Beo xanh 2 mét chốt cho cô Mi Nguyên. Cái cây này con còn ít thịt thôi. Còn được ít mét à. Con cân thử 2 mét lên bao nhiêu tiền ha. Hai mét con cân lên là 28.000. Tính ra 1 mét 14.000 thôi. À, lấy mã này lên giùm con hoa xanh kèm mép. Lấy hoa xanh lên hoa xanh giùm con. Cô nào lấy hoa xanh lên giùm con mã hoa xanh. Vải may áo dài. Hoa xanh 2,5 m cho cô Huỳnh Thị Quý Hương. Cái này lụa lót nha mấy cô. Hàng lụa lót nè. Ai lấy lót trắng lên lót trắng kèm mép giùm con. Cô nào lấy lót trắng lên giùm con lót trắng kèm mép. Cái này nó không có tươi sống một bộ gì hết. Lấy lót trắng lên lót trắng. Lót trắng 5m cho chị Cao Kim Anh. 1m6 cho cô Hoa Lam. Ba mét cho chị Kiều Phan.
quấn ở trong cây nó bị dơ, cô nào về mình tận dụng mình lót túi được cũng được, ai lấy lên giùm con mã tặng nha, được tầm nửa mét á. Lấy lót trắng lên giùm con, lót trắng kèm mét 1m6. Lót trắng 3m cho cô Nguyên Linh. Tặng cho cô Kiều Phan. Cái này còn được 5,5m, chị Kiều Phan lấy giùm em luôn nha. Cô Nguyên Linh ơi, lót trắng 3m của mình là không có nha, con hết rồi. Cắt tới cô Kiều Phan 5m là con hết rồi, hết lót trắng. Cô Nguyên Linh mình không có 3m nha. Cắt 2,5m. Mã này con... Để con lên 2m30 ngàn đúng không ạ? Mã này là con lên 2m30 ngàn nè. Cô nào lấy nữa lên giùm con là hoa xanh kèm mét. Mã lót trắng con hết. Lên mã này giùm con là hoa xanh kèm mét. Rồi con có một cây này may áo sơ mi nam nha. Này mình may áo sơ mi hoặc là may pyjama mặc nhà nè. Hàng cô Tâm. Hàng cô Tâm này mình có pha nhẹ nhưng mà pha tỷ lệ rất là ít, sale cho mấy cô giá này luôn. Không hàng, không có nóng đâu nha mấy cô, tại vì pha tỷ lệ rất là ít luôn. 31 ngàn. Lấy lên giùm con mã 31 2m. Về mình có thể là mình may sơ mi nam nè, hoặc là mình lên pyjama. May được sơ mi nữ luôn. Nay họa tiết này thì mình rất là dễ may cho nam nha. Ai lấy mã này lên giùm con. Thun lai dâu màu đỏ con không có. Được 2m, 2m mã này là con lên là 31 ngàn nè. Ai lấy mã sơ mi lên sơ mi giùm con. Về máy sơ mi nam bay pyjama nha. Không có nóng đâu mấy cô, tại vì nó pha với tỷ lệ rất là thấp luôn. 31 ngàn, lấy lên 31 giùm con. 2m 31 ngàn. Cô nào lấy mã sơ mi lên giùm con sơ mi kèm mét. Lấy mã này lên giùm con là sơ mi kèm mét nha. 2m 31 ngàn. Cô nào lấy mã sơ mi lên sơ mi giùm con. Thôi cô Tâm màu đỏ cam. Cô nào lấy đỏ cam lên đỏ cam kèm mét. Ai lấy mã này lên đỏ cam kèm mét, về mình may ga gối được nè. Mã này về mình may ga gối được giùm con nha. Nhẹ cực kỳ luôn. Về may bộ may đồ cho bé cũng được. Hàng thấm hút mồ hôi. Cô Tông đỏ này 2m33 ngàn. 2m cô Tông đỏ 33. Ai lấy đỏ lên đỏ kèm mét là màu đỏ cam nha. 2m33 ngàn màu đỏ cam giùm con nè. Ai lấy đỏ cam lên giùm con đỏ cam kèm mét.
2 mét thô cô tông màu đỏ cam 33.000. Lấy đỏ cam lên giùm con đỏ cam. Còn cô nào đang xem like không mấy cô? Bình luận lên giùm con với nha. Ai đang xem like bình luận lên giùm con với nha. Một cây von màu xanh đen. Mã von xanh đen, cô nào lấy xanh đen lên xanh đen giùm con. Von nha. Được một. Để con 2 mét nè. 2 mét được bao nhiêu tiền? Con xanh đen 5 mét cho cô Cao Hằng. 2 mét này là 16 ngàn. Có mấy ngàn mét à? Có 8 ngàn mét thôi á. Nhẹ cực kỳ. 5 mét cho cô Cao Hằng. Lấy con xanh đen lên giùm con xanh đen kèm mét. 16 ngàn 2 mét. Mười sáu nghìn hai mét nha mấy cô. Con lên là 16.200 mét. À, lấy con xanh đen nữa, lên con xanh đen nhìn con. Đuổi xuất nhúng màu trắng 2 mét cho cô Nguyễn Như Kim. Đuổi xốp nhúng màu trắng. Khúc này con được 1 2 mét 1. Cái nhúng này nó to nha. Nó khác với cái hồi nãy. 2 mét lên giùm con 28.000. 2 mét 28. Cô nào lấy là mã 28 giùm con. Cô nào lấy mã đó lên giùm con là 28.000. 28.000. Linen caro về may ga gói được. Con xanh đen cho 4 mét cho chị Băng. Hai tám chốt cho Diệu Trang. Lấy caro cam lên giùm con caro cam kèm mét 1m22.000. Con lên với giá 89 là 1m. Linen bột này giá là 22.000 một mét thôi đó mấy cô. Linen bột xịn không dặm không ngứa, về lên bộ lên đầm được. May áo dài cách tân, lên quần sọt quần ống suông. May ga gói được mã này nha mấy cô. Lên giùm con là caro cam kèm mét 1m cân lên tầm 22.000. 1m cân lên tầm 22.000 nè. Ai lấy mã đó lên giùm con nha. Còn mã von xanh đen này con lên 2m 16.000. Lấy von xanh đen lên giùm con xanh đen kèm mét 2 mét von xanh đen cho cô Hồ Thị Thu Thảo. Cô nào lấy caro cam lên caro cam kèm mét giùm con nha. 1 mét tầm 22.000, hàng lên nền bột bờ. Cái đó con bán tới giá 150 lận, nhưng mà còn có 1-2 cây con sale hết cho mấy cô luôn. Sale để cho gọn nhà nhé. Lấy caro lên caro giùm con. Một mét 22.000, hàng caro lên nền bột xịn. Cô nào lấy caro lên caro giùm con. 1m 22.000 thôi. Caro cam 3m cho Hường Vũ. Xanh xám.
con xanh chị Băng em cắt rồi nha. Nãy chị cắt 4 mét mà chị Băng. Nãy là em cắt 4 mét cho chị á nha. Xanh xám. Xanh xám ở nào không thấy. Một, hai, ba mét thôi mà. Ai lấy cam nữa lên cam giùm con. Mã này cũng là hàng lên hình bột nè. Lấy hoa đẹp lên hoa đẹp giùm con. Lai nền bột bờ rì nha, hàng cây. Hàng cây nè, cái này là nó cùng một định lượng con lai là cũng tầm 22.000 một mét. Màu nền của nó là màu vàng mỡ gà nha mấy cô. Cái chất thật sự rất là đẹp. Lấy mã này lên giùm con là hoa đẹp kèm mét. Hoa đẹp kèm mét, lấy hoa đẹp lên hoa đẹp giùm con hàng cây luôn nha. 2 mét cho cô Hồng Đoàn. 2 mét cô Hồng Đoàn lấy mã nào cô? Lấy mã này hả? Hay là cái caro cam lúc nãy? Cái này là hàng Lenin, là chị Phương Lan. Hàng Lenin nha. Lenin về mình lên bộ len đầm được, may không cần lót. Lên được áo dài cách tân hoặc là mấy cái chân váy mà con hay mang là cùng chất này nha. Cắt 2 mét cho cô Hồng Đoàn. À, lấy mã hoa lên giùm con là hoa kèm mép. Được rồi mà. Dạ rồi. Cái này em cân giá 89.000 một ký luôn nha. Là tính ra tầm 22.000 một mét đó mấy cô. 22.000 một mét. Lấy mã này lên giùm con là hoa kèm mép. Một mét tầm 22.000. Cho chị Trần thì Phương Lan một ký. Một ký thì em cắt cho chị 5 mét nha. Một ký. Cô Hường Vũ. Hoa đẹp nữa lên hoa đẹp giùm con. Mã này của con là hàng đuổi bamboo màu hồng nè. Đuổi bamboo hồng lên giùm con 43.000. Bamboo hồng 43 lấy lên 43. 1 2 2 mét 4 43.000. 2 mét 4 43 con nào lấy lên mã 43 giùm con. Lên giùm con mã 43 nha. Đuổi tơ trắng. Ý hồi nãy có ai hỏi đuổi tơ trắng. Cô là hỏi đuổi tơ trắng nè, con có nè nha. Cô là hỏi đuổi tơ trắng, không có đuổi tơ trắng. 1 2 3. Khúc này của con 3 mét rưỡi. Dạ có, bamboo màu xanh biển đó cô Thấm Lý. 4 mét rưỡi 53.000. Lấy lên 53. 3 mét rưỡi hay 4 mét rưỡi? 3 mét rưỡi chứ.
3,5m 53.000. Chốt cho cô Cao Hằng. Đuổi xốp nhúng màu trắng 1. 2m. 2m đuổi xốp nhúng màu trắng nha. Lấy lên giùm con là 33.000. Lấy 33 lên 33. Lấy mã đó lên giùm con 33.000. Đuổi bamboo màu vàng cam. Lấy vàng cam lên giùm con vàng cam kèm mép. Cái này con lên 1 mét tầm 20.000 thôi. À, lấy vàng cam lên vàng cam giùm con. Rồi ok, cô lấy 2 mét cho cô nha. Như nãy trong bao này đúng không? Cô nào lấy đuổi bamboo vàng cam, vàng cam lên giùm con vàng cam kèm mép. À, lấy vàng cam lên vàng cam giùm con. Bà dỡ cái đó lên, ở dưới đó có gì, lao dưới đó còn gì, đưa lên cho tôi. Thôi, 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 được rồi, được rồi. Đây con. Thôi, hồi nãy giờ nó bị chung vùi. Cái tâm, lấy ra không? Không. Đuổi tơ suốt. Đuổi tơ suốt 24.000 màu đen. Về mây quần nha. Màu đen con được 1m1. Đuổi tơ suốt. Đuổi tơ suốt màu đen ai lấy lên giùm con mã 24. Von. Von chi phong có dạng 40.000. 40 lấy lên mã 40 giùm con. Mã 40 nha mấy cô. Được 1. 2. Khúc này nó bị nói nè. 40 em chúc cho chị Cảnh Thư. À không phải bị nói mà là nó bị dính cái ghim vô. Mã 40 đây nè. Cái đuổi tơ suốt này mang rất là đẹp luôn. Cái này là chất giống như cái bộ mà con hay mang, cái bộ sát nách mà màu xanh 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 đó mấy cô. Là cái chất đuổi tơ suốt này nè, có giãn nha. Về may quần rất là đẹp luôn, được 1m1. Đủ may một quần. Lên giùm con là 24.000. 24 lên giùm con mã 24. Trời ơi. Lụa Latin 48.000. Lụa Latin 48. 1 2 2 4 chút cho Thuận Nguyên. 3m. Cây hoa. Cái đó là hàng Lennon đó cô Quý Hương. Cái đó là hàng Lennon nha. 48 chốt cho chị ba. Lụa mango chữ. Mango có dạng mã này lên giùm con 37.000. Mango 37. Được 1. 2m 37.000. 2m 37 lấy lên giùm con mã 37. Cái này là hàng thun nha. Hàng thun theo. 1 2 2m3 hàng thun theo, nó có bị dơ nè. Lấy thì con giảm. Này 2m3 này 72.000. Lấy con giảm còn 65. Giảm còn 65. Mã đó về mây đầm chắc đẹp lắm. Caro nhí hàng thô. Thô caro nhí 37 chốt cho chồng Thị Kim Phụ. Lấy là 3 này xanh hả? Ừ. Rồi mã này thô caro nhí 81.000 có ánh nhũ. 81 lấy lên 81 giùm con. Lấy lên giùm con mã 81. Không có đây. 81 kèm mét về này mình may đầm may bộ. Cái ánh nhũ kiểu giống như là cái đầm hình đôi môi của con á. Giảm còn 65 cho cô Mai Thảo. 1 2 71 giảm còn 65. 3 4 5 con được 5m4 nha.
5m4 lấy hết hộp kia nè. 5m4. Cái đoạn phía sau này thì nó không có in ánh nhũ mấy cô. Còn cái ánh nhũ này mình may đầm mặc cho người lớn hoặc là may cho bé nha. Hôm trước mấy cô nào hỏi con là may đầm cho bé đi múa thì mấy mã này lên rất là đẹp. Caro màu đen. Hàng Tipsy 40.000. 40 lấy lên 40. Được 1. 1m9. Được 1m9. Ai lấy lên giùm con nha. Thô Oxford màu xanh nè. 76.000. Màu xanh 76, lấy lên 76 giùm con. Hàng thô Oxford. Trời ơi, hàng cây nữa. Hàng gì nè. Được 1 2. Về may sơ mi, đồ bộ nam nữ đều được. 3 4. 4m1. Hàng dạng, cái này nó cũng chưa hẳn là tiếp si, nó dạng là hàng thô á cô. Về mình may quần sọt áo sơ mi nam nữ được, mềm nha. Lấy lên giùm con. Mã này của con là hàng boy. Boy 22.000. Lên mã 22. Boy 22. 1. 2m. 2m5, 22.000. Trời ơi, cái màu xanh này là hàng thô Oxford xịn lắm á. 22 chốt cho Lê Phạm Nguyên Bảo. Một. Hai. Ba, mã này về mình may áo sơ mi nam hoặc là may pyjama mặc nhà cho được cả nam lẫn nữ luôn nha mấy cô. Ai lấy mã này lên giùm con nè. Đổ cái này ra luôn đi. Khúc này của con là hàng công sở màu kem 54.000. Lấy 54 lên 54. Lấy 54 lên 54 giùm con. Được 1, hàng dày dặn nha. 1m5, 54.000. 1m5, 54. Cái thô này là 75.000 đó nha cô Cẩm Thư. Thô 75. Đuổi xốp nhúng màu nâu tây. Khúc này lên giùm con là 26.000. 26 lên 26 giùm con. Được 1. 1m7, 26. 1m7 lên mã 26. Rồi mã này của con là hàng cây nè. Về ai lấy beo lên beo giùm con. Về mình may áo khoác, quần sọt hoặc là chân váy chống nắng nha. May chân váy chống nắng mã beo lên beo giùm con nè. Ai lấy beo lên beo giùm con. Hàng là kaki cotton. Không có giãn. Có giãn nha. Có giãn nhẹ. Ai lấy beo lên beo giùm con. Đây nè. Lấy beo lên giùm con beo. Mình cao nha nè. Cô nào về mà mình may váy chống nắng như mã này về đi. Rất là đẹp luôn. Hàng dây dặn cực kỳ. Lấy beo lên beo giùm con. Đây xả lên nè. Lấy beo lên beo.
Con thử 2 mét lên nhiêu tiền? 1 con lên 2 mét là 61 ngàn. Đeo 2m61. Về mai quần sọt, chân váy, chống nắng hoặc là áo khoác. Lấy beo lên beo dùm con 61 ngàn 2 mét. Lấy beo lên mã beo. Lấy beo lên beo nè. Rồi cái đuổi xốp màu cam, màu nâu tây chứ. Màu nâu tây này là con có rất là ít luôn nè. Còn một tấm cuối cùng luôn 26 ngàn. Đuổi xốp màu nâu tây 26. Được 1 1m7 26 ngàn. Ủa mà 26 là chú chốt đúng không? Trời ơi, hàng gì? Tôi cũng thấy lạ. Mã màu xanh này của con là hàng lụa đuổi. Lụa đuổi hàng châu 40 ngàn. 26 chốt cho Lê Phạm Nguyên Bảo. 40. Con được 1 2m 40 ngàn. Đùa đuổi hàng châu về mình mấy áo dài được luôn. 2m 40. Mango chữ. Mã này lên dùm con 45. Chờ con xíu nha cô Quý Hương. 45 mango chữ. Được 1 2 2m 2 45 ngàn. Lấy lên dùm con 45. 2m 2 45. Đây cô, hàng linen nè. Lấy mã hoa lên dùm con hoa 1m22 ngàn. Lấy mã hoa lên hoa dùm con 1m22 ngàn nha. Von. Von hoa mã này 62 ngàn. Von hoa 62, cô nào lấy lên 62 dùm con. 40 chốt cho Nguyễn Thị Mai Ngọc. 62 được 1 2 3 4 5 được 6 mét luôn nha mấy cô. 62 được 6 mét hàng von chi phong có giãn. Rồi cái này lên áo dài xinh. Áo dài áo đầm. 62 lên 62 kèm mét giùm con cũng được nha. Khúc này của con hàng thô cô tông 29 ngàn. 29 hàng thô cô tông trái cây. Được 1 2 2m2. Mã 29. Mã này về mình. Này cũng hàng cô tông dày dặn nè. Về lên áo khoác chân váy chống nắng 71 ngàn. Lên 71. Mã 62 nãy là phải von đó chị. Cực kỳ đẹp luôn. Cái đó về may đầm đẹp lắm. May đầm hoặc là may áo dài. 29 chốt cho Lê Phạm Nguyên Bảo. Lên áo sơ mi cũng được luôn. Hàng von. Này nền màu kem nè mấy cô. Về may áo khoác là, hoặc là chân váy chống nắng nha. Được 1. Được 2 mét hơn. Hơn 2 mét. Họa tiết là hoa cúc họa mi. Hơn 2 mét nè. Mình hàng là giống như là da lộn màu đen. Về lên quần ống suông. Được 1 1m9. Một mét chín lên giùm con là 36 ngàn. 1m9 36. 36 lên 36 giùm con. Con không biết cô Quý Hương hỏi đó là mã nào nha. Cái này của con là hàng dạ. Vải dạ lên giùm con là 87 ngàn. Dạ màu đỏ 87. Lấy lên mã 87. Rồi mình may chân váy dạ, chân váy dạ hoặc là may cái áo khoác á. Được 1m8. 1m8 cô nào lấy lên giùm con nè. Mấy cái đó xong bỏ vô bao. Von.
Von Hoa mã này của con là 25.000. Von Hoa 25. Cái này thì bị lỗi ở giữa nha mấy cô. À không, cái họa tiết nó in vậy chứ không phải bị lỗi. 25 là hàng Von. Được 1. 2. 2m1 kiểu nó in tầng tầng vậy đó. 25 là Von. Màu bò. Màu bò hàng công sở 42.000. Có giãn 42 lấy lên 42 giùm con. Được 1. 1m6 1m4 42.000. Lấy lên mã 42 màu bò. Màu bò mã 42. Mã này của con 69. 69 màu hồng vỏ đổ 69. À, lấy 69 lên 69 giùm con. Cái này là hàng thun nha. 69.000 hàng thun co giãn nhiều. Được 1. 1m9. 1m9 mã thun. Lấy lên giùm con mã 69. 1m9 69.000. Von màu rêu 82. Lấy lên 82 giùm con. Cái này không phải von mà là hàng lụa. Hàng lụa nha. Kiểu nó là lụa cát á. Con được 2. 2m2. 2m2 màu rêu. Lên bộ lên đầm lên áo dài được 42.000. 42 được 2m2 lấy lên giùm con mã 42. Màu xanh coban này là hàng da lộn nè. Về mình may quần ống suông hoặc là may chân váy. Một mặt nó giống như là da, còn một mặt nó giống như là nhung vậy đó mấy cô. 42 chốt cho cô Thuận Nguyên. 1 2. Con được 2m2 nha. 2m2 lên giùm con mã 45. 2m2 45.000. Hàng công sở màu đỏ đô. Được 1. Lên quần ống suông hoặc là chân váy bút chì 1m4. 1m4 đỏ đô có giãn. 1m4 đỏ đô có giãn lên giùm con 54. 1m4 54.000. Mã này của con là màu xanh đen. Được 1. 1m9. 1m9 nhìn nó giống như giả da vậy đó mấy cô. Một mét chín 37 lên 37 giùm con. Lên giùm con mã 37 nha. Ai lấy 37 lên 37. Khúc này hàng linen. Linen 43.000. Linen 43 màu đen. Màu đen 43. Được 1. 2m 43.000. 2m 43 màu đen là hàng linen. Thô cô tông thổ cẩm 21. Mã này lên giùm con 21. 43 chốt cho Diệu Trang. 21 họa tiết thổ cẩm. Được 1m2 21.000. 21 ơi lấy lên giùm con mã 21. Chút cho chị Băng. Mã này của con là hàng thô cô tông nha. Hàng thô cô tông họa tiết lập thể. Ai lấy lập thể lên giùm con lập thể kèm mét. Thô cô tông họa tiết lập thể. Ai lấy lập thể lên lập thể giùm con. Được 1 2 3 4 5 6. Được 10m nha mấy cô. Được 10m bản này luôn nè. Ai lấy lập thể lên giùm con lập thể kèm mét.
Lấy lập thể, lên lập thể giùm con nha. Mã này hàng quần tây màu đen nè, 1m8 lập thể cho cô Diệu Trang. Mã quần tây đen lên giùm con là 93.000, lên 93 kèm mét giùm con. Mình may được quần tây cho cả nam nữ luôn nha, quần tây nam nữ. Một mét tám lập thể con lên là 32.000 á. Một mét tám lập thể có 32.000 thôi. Hàng quần tây được 1, 2, 3, 4 mét. Được 4 mét nha mấy cô. 4 mét may được quần tây nam nữ nha. 4 mét 95.000. 4 mét 95 mà lấy lên 95 kèm mét giùm con. Rồi con xuống ngay nha mấy cô. Con còn cái mã thô Mỹ màu xanh nè, lấy lên giùm con. Xanh kèm mét. 2 mét này con lên là có 38.000 thôi. 2 mét con lên có 38.000 thôi. Về mình may ra gối xịn luôn á. Lấy thô Mỹ lên giùm con, thô Mỹ kèm mét. Này hàng cây luôn nha mấy cô. À, lấy mã thô Mỹ đó lên giùm con, thô Mỹ kèm mét. Rồi con xuống like nha mấy cô. Hẹn mấy cô chiều nay là 2 giờ nha. 2 giờ con tiếp tục lên hàng sale nè. Bye bye mấy cô. Lập thể đó là hàng cô Tâm mấy cô. Thô cô Tâm. Lấy lập thể lên, lập thể con cắt nha.